khi mà vợ chồng ở với nhau ấy, chỉ đơn giản nó là giá trị. Anh chị em cứ bảo là tình yêu, xin lỗi, không có tình yêu. Tình yêu lúc mà gì ạ? Lúc mà yêu thôi. Chứ còn khi mà vợ chồng ở với nhau nó là giá trị. Mà thực ra kể cả là gì ạ? Kể cả yêu thì nó cũng là giá trị. Tất cả mọi thứ đều là giá trị hết. Nếu mình không có giá trị với người ta thì người ta bỏ mình. Đừng nói lý do tại sao. Và những cái người họ buồn ấy, bởi vì sao ạ? Bởi vì họ giận chính bản thân họ, bởi vì họ không có giá trị. Được không ạ? Giá trị là gì ạ? Giá trị được được tính ở các cái khía cạnh sau. Thứ nhất, ở đây đang nói là vợ chồng hoặc là người yêu nhé, thì nó có mấy cái giá trị với nhau như sau. Giá trị thứ nhất đó là gì ạ? Giá trị về mặt tình cảm. À, có người quan tâm chăm sóc mình đấy, để ý đến mình, yêu thương mình, đấy là giá trị về mặt tình cảm, về mặt yêu thương, được chưa ạ? Giá trị số 2 đấy là giá trị về mặt tiền bạc. À, mình ở với người đó thì mình cảm thấy yên tâm hơn về mặt tiền bạc, tức là có người góp tiền với mình cùng xây dựng cuộc sống, được chưa ạ? Đấy, nếu mà mình chia tay họ thì mình sẽ bị mất cái số tiền này, mất cái này, mất cái kia về tài sản, về tiền bạc. Thì là đấy là gì ạ? Giá trị số 2 tiền bạc. Giá trị số 3 đấy là giá trị về việc gọi là tình dục. Đấy, mình yêu một người nào đó thì mình cũng mong muốn là gì ạ? Là có cái là quan hệ sex. Đó, tình dục nó là một cái gọi là nhu cầu rất là bình thường, nó gọi là nhu cầu sống, nhu cầu căn bản của con người, ăn uống ngủ nghỉ, quan hệ tình dục đấy là chuyện bình thường, không có gì là ghê gớm mà anh chị em mà phải xấu hổ nhé. Những cái người nào mà xấu hổ là những cái người đầu óc rất đen tối, được không anh chị em? Khi mà nhắc đến chuyện đấy mà mình cảm thấy là xấu hổ là mình đầu óc rất đen tối, được chưa ạ? Rồi, cái yếu tố số 4 về mặt giá trị đó là về mặt là con cái. Bởi vì chúng ta biết rồi, sinh con đẻ cái nó là một quy luật tự nhiên mà mình chúng ta sống theo tự nhiên thì chúng ta sẽ cảm thấy hạnh phúc, cảm thấy vui vẻ, cảm thấy thoải mái. Cho nên là gì ạ? Có chồng có vợ vì là gì ạ? Vì con vì cái. Cho nên rất nhiều người sống vì con cái nào vậy. Đúng không ạ? Đấy. Sống cuộc sống không hạnh phúc nhưng mà vì con cái mình vẫn phải chấp nhận. Đó là như vậy. Cái giá trị tiếp theo nữa, đấy là giá trị là gì ạ? Xây dựng mối quan hệ khác, ví dụ như là vợ, bố mẹ, anh chị em họ hàng, hàng xóm láng giềng. Đấy, đấy là cái giá trị số 4. Đấy là cái người chồng, người vợ của mình giúp cho mình đạt được cái điều đó. Cái giá trị số 6 nữa, đấy là giá trị về sự học tập và phát triển bản thân. Cái người vợ, người chồng mình giúp cho mình học tập và phát triển, tu thân, giúp cho mình trở thành cái con người tốt hơn. Thế thì bây giờ mình ngồi mình đếm lại xem là, thứ nhất, người ta có yêu thương mình không? Người ta có cho mình những cái cảm xúc vui vẻ, hạnh phúc hay không? Có hay không ạ? Nếu mà có thì gạch vào sổ một sao. Người ta có hỗ trợ cho mình mặt tài chính không? Nếu mà mình mất họ thì mình có gặp vấn đề thì về tài chính không? Nếu mà có thì cho một sao nữa, không có thì bỏ qua. Tiếp theo nữa là về sách. Họ có, tức là mình có quan hệ với họ không? Hai người có quan hệ với nhau không? Và nếu mà quan hệ thì có vui, có hạnh phúc, có thỏa mãn hay không? Nếu mà có thì một sao, nếu mà không thì bỏ qua. Tiếp theo nữa là về con cái. Họ có cho mình những đứa con tuyệt vời không? Đúng không ạ? Chỉ cần họ gọi là gieo giống cho mình có đứa con là thành công, là hạnh phúc rồi. Ít nhất có một giá trị đấy là thành công, là hạnh phúc và biết ơn họ rồi. Được chưa ạ? Không cần biết là họ có nuôi con hay không, không cần biết họ quan tâm hay không, không cần biết, được chưa nhá. Kể cả là vợ đã đẻ con cho mình, sau đó mình nuôi một mình nuôi, vợ đi với thằng khác kệ, không vấn đề, biết ơn cô ấy, bởi vì nhờ cô ấy mà mình có đứa con tuyệt vời, được không ạ? Rồi, cái cuối cùng đấy là về gì ạ? Về tất cả các mối quan hệ khác, hoặc là về về công danh sự nghiệp, về những cái thứ mà mối quan hệ bên ngoài, là cô ấy có hoặc là anh ấy có đối nhân xử thế có tốt với gia đình hai bên nhà mình không, có giúp cho mình cảm thấy nở mày nở mặt khi mà đi ra ngoài nói chuyện với bạn bè hay không. Nếu mà có thì một sao, còn không thì không sao. Rồi, bây giờ anh chị em sau 6 cái yếu tố như vậy thì anh chị em đánh giá xem là mối quan hệ của mình hiện nay nó được mấy sao. Comment cái số sao của anh chị em vừa mới viết xuống.